Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Trương Chư Hi chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò qua đêm với tài tử Lưu Học Nghiệm. Cặp sao bị bắt gặp qua đêm ở nhà Trương Chư Hi. Cách đây không lâu, họ hợp tác trong dự án Khi Bóng Đêm Gần Sóng. Tài tử họ Lưu đã về chung cư của người đẹp Dư Quân Ca sau khi kết thúc buổi ghi hình. Dư Hi cũng bị chụp được khoảnh khắc vui vẻ đón Lưu Học Nghĩa vào nhà. Sáng hôm sau, họ cùng quản lý của mình rời khỏi khu nhà ở. Sina liên hệ với Trương Dư Hi, người đại diện của cô phủ nhận tin tức hẹn hò. Cả hai là bạn bè thân thiết, lại sống gần nhau, vì vậy thường xuyên qua lại hỏi thăm. Ngày hôm đó, trong nhà Trương Dư Hi còn có nhân viên khác của công ty, họ không ở riêng với nhau. Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi trực thuộc công ty giải trí Hoan Thủy Thế Kỷ. Họ có cơ hội hợp tác qua nhiều dự án. Tác phẩm mới nhất của cả hai đang đóng cặp là Khi Bóng Đêm Gần Sóng. Trương Dư Hi sinh năm 1993, tạo danh tiếng qua thành công của một số tác phẩm như Nàng Công Chúa Tôi Yêu, Không Thể Ôm Lấy Em, Hầu Cung Như Ý Truyền, Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và mới đây nhất là Dư Quân Ca. Theo Sina, cô được đánh giá là sao nữ có màn chuyển mình thành công nhất, từ mạc hot girl chuyển sang diễn viên. Năm 2018, cô được khán giả của Fashion bình chọn là nữ diễn viên mới được yêu thích nhất. Về đời tư, Trương Dư Hi từng hẹn hò với thiếu gia Vương Tư Thông, diễn viên Trần Bá Dung và vướng nghi vấn phim giả tình thật với tài tử Đinh Vũ Hề. Lưu Học Nghĩa sinh năm 1990, có xuất thân gia thế. Các tác phẩm nổi tiếng của anh có thể kể đến Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ, Long Châu Truyền Kỳ, Thanh Văn Chí, Thiên Kê Chi Bạch Xa Truyền Thuyết, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Lưu Học Nghĩa từng có mối tình kéo dài 2 năm với nữ diễn viên Vương Tình Nhã. Trước đó, sáng ngày 1 tháng 9, truyền thông Trung Quốc tiết lộ ảnh hẹn hò của hai diễn viên Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi. Theo những hình ảnh ghi lại được, cặp đôi thường xuyên xuất hiện ở cùng một khu chung cư. Để tránh ống kính truyền thông, hai ngôi sao sẽ không đi cùng nhau mà người đi trước, người đi sau. Một cư dân mạng tiết lộ từng thấy Lưu Học Nghĩa đến nhà Trương Dư Hi chơi vào trưa ngày 25 tháng 8. Anh ở lại nhà nữ diễn viên đến hôm sau mới cùng nhân viên rời đi. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.